Thina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thina xin trân trọng chia sẻ cách làm món bánh đúc nóng gạo lứt. Như các bạn đã biết, gạo lứt có giá trị dinh dưỡng cao và tốt như thế nào thì các bạn đã biết rồi, cho nên mình khỏi cần nhắc ha. Món bánh đúc này á, ăn cùng với lại nước mắm chua ngọt rất là ngon. Ở trong những cái video lần trước á, mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà bằng gạo trắng đó các bạn. Hôm nay mình làm gạo lứt ha. Bây giờ á, mình sẽ xay cái gạo lứt. Thì cách xay á, có nhiều cách lắm, nhưng mà mình sử dụng cái máy này cho nó tiện. Cái máy này á, có 3 chức năng: xay to, xay trung bình, xay thật là mịn. Cái máy này á, mình cũng mua lâu rồi, nó cũng mắc tiền lắm. Bây giờ mình sẽ cho gạo lứt vào. Gạo lứt á, thì các bạn cho thẳng vào xay luôn, hoặc là các bạn cho sạch rồi sấy cho thật là khô mới cho vào cái máy này sấy. Bởi vì cái máy này á, là xay gạo khô thôi nha các bạn, không phải xay gạo ướt ha. Xay rất là tiện luôn. Khi xay á, mình xay một số lượng nhiều để dành. Rồi sau đó mình sử dụng từ từ, như để dành mình nấu cháo, làm bánh đúc, mì quảng và những cái loại bánh khác. Bây giờ mình xay xong mình tắt máy ha. Mình cho các bạn xem nè. Nó cũng to to vừa vừa thôi. Cái này mình xay trung bình nè các bạn. Đây nè, trung bình mà nó vẫn mịn đó. Xay càng nhiều lần thì cái bột nó càng mịn. Bây giờ mình sẽ xay tiếp lần thứ hai. Mà mình xay cái chức năng mịn nhất luôn đó. Cái cối này thì xay nó không bằng cối đá, nhưng mà nó cũng rất là mịn đó các bạn. Mịn lắm. Còn cối đá thì nó mịn hơn nha các bạn. Cái cối đá thứ ở bên Việt Nam á thì nó mịn hơn cái cối này, nhưng mà dày cũng là được rồi, cũng tiện lắm rồi. Mịn lắm rồi đó các bạn. Nhưng mà mình rây thử cho các bạn xem ha, không có lợn cợn nè. Các bạn thấy không, mịn lắm. Mình đã xay xong gạo lứt rồi đó các bạn, thành cái bột mịn như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái bột gạo lứt này để làm món bánh đúc nóng nha các bạn. Rất là bổ dưỡng đó. Mình sử dụng 5 muỗng canh bột gạo lứt ha. Bột gạo lứt này mình mới vừa xay đó các bạn. 5 muỗng canh bột gạo lứt. Gạo nâu, gạo đỏ hay gạo vàng cũng được. Tinh bột khoai tây mình sử dụng 4 muỗng canh. Tinh bột đậu xanh mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh. Gốc hành lá. Gốc hành lá cho nó thơm ha. 1 chén củ hành tây, cắt nhỏ nhỏ ra vậy nè. Cắt hạt lựu cũng được nữa nha các bạn. Ngò rí, cái món này có ngò rí nó mới thơm. Mình nói sơ những nguyên liệu thôi, chứ chút nữa mình sẽ nói tiếp về muối, nước mắm rồi nha các bạn. Đây là 3 khúp nước lọc, tương đương với lại 750ml. Các bạn có thể sử dụng nước lèo từ xương gà, xương heo cũng được nữa nha. Hôm nay mình để cho nó đơn giản á, thì mình sử dụng 100ml nước lèo. Rau củ quả người ta đã vô hộp sẵn vậy nè. Còn đây là 250g tôm đông lạnh, mình đã rửa thật sạch, để cho thật là ráo nước rồi. Bây giờ á, mình để lửa thật là thấp, rồi mình cho gạo lứt vào trước ha. Bởi vì gạo lứt nó không có độ dẻo đó, nó không có đóng ở phía dưới đáy nồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây nước ha. Nước lọc hoặc là nước lèo cũng được nha các bạn. Cái công thức này mình sẽ dành cho 2 người ăn, cho nên sử dụng nước lọc cho nó nhanh. Rồi thêm cái nước rau củ quả mình mua đó các bạn. Làm càng tiện càng tốt ha, đỡ tốn thời gian. Bây giờ mình sẽ cho vào đây tinh bột đậu xanh. Tinh bột đậu xanh cái phần màu trắng nha các bạn. Nếu như bạn nào mà muốn mua tinh bột đậu xanh thì các bạn lên mạng, vào siêu thị Hàn Quốc, siêu thị Nhật Bản đều có bán. Còn nếu không thì các bạn xem cái video mình đã hướng dẫn cái cách lọc tinh bột đậu xanh đó các bạn, cũng rất là tiện, dễ lắm.
chỉ có cái máy xay sinh tố với lẩu đậu xanh thôi mình ngâm ra. Rồi mình xay, mình lóng lấy cái tinh bột. Khuấy đều cho tinh bột đậu xanh nó tan ra hết, nó không có bị gión cục nha các bạn. Bây giờ mình cho tinh bột khoai tây, cái phần màu trắng ha. Tinh bột khoai tây nha. Các bạn xem cái video lần trước mình chia sẻ cách làm tinh bột khoai tây đó. Dễ lắm. Bây giờ mình khuấy cho nó tan hết, rồi mình để lửa trung bình. Khuấy nhanh tay nha các bạn. Đó, bây giờ cái bột nó sền sệt vậy nè. Lửa trung bình nha các bạn, đừng có để lửa to lúc này. Chừng nào nó gần chín mình mới để lửa to lên. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối. Bạn nào thích ăn đường thì nêm đường, nhưng mà mình không có nêm. Bây giờ cái bột nó nửa sống nửa chín nha các bạn. Mình tăng lửa lên cho cao lên, rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê dầu bơ, dầu trái bơ đó các bạn. Còn nếu mà các bạn sử dụng dầu thường thì các bạn phải phi hành tỏi lên cho nó thơm mới cho vào. Chứ nếu mà không có phi lên á, thì nó gắt dầu khó ăn lắm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước lèo từ rau củ quả trong hộp á, hồi nãy mình nói đó các bạn. Sử dụng 100ml thôi nha các bạn, không có sử dụng nhiều ha. Bởi vì cái công thức này á, mình làm cho hai người ăn thôi. Khuấy liên tục luôn nha các bạn. Khuấy cho đến khi bột nó bóng, nó mịn, nó trong là được. Đó, nó đặc lại như nè. Các bạn thấy không? Nó đặc kẹo lại như nè. Nó đặc mà mình còn quậy dở lên được nha các bạn. Chứ đừng có đặc quá, ăn nó cũng không ngon nữa. Thơm lắm các bạn. Cái mùi gạo lứt rất là thơm luôn. Đó, nhắc nó lên như là bột nó chín đó. Nó trong mà nó bóng vậy nè các bạn. Cái lúc cuối cùng các bạn mới tăng lửa cao hoặc là cao lên để cho bột nó chín nha. Còn lúc đầu thì các bạn nhớ từ thấp lên cao. Nó bột nó sẽ ụt ụt vậy nè là được á. Các bạn nhớ là làm bột phải chín thật là chín nha. Nếu mà làm bán á, thì không có nên dùng cơm nguội để làm. Bởi vì cơm nguội á, rất là dễ bị ngộ độc nha các bạn. Nó trong, nó mịn, nó sền sệt, nó bóng vậy là được đó ha. Đạt yêu cầu lắm rồi đó. Bột nó đã chín hoàn toàn rồi đó các bạn. Một điểm lưu ý nữa là các bạn không có nên cho dầu vào bột nhiều nha. Thì các bạn lấy công thức của mình mà tính ra nếu mà làm nhiều ha. Tắt bếp rồi đậy nắp dung lại. Còn nếu mà làm bán thì các bạn nhớ để lửa thấp thôi. Để cho lúc nào cái nồi bánh đúc nó cũng nóng thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Nước mắm chua ngọt. Cho vào đây 2 muỗng canh đường. Đường trắng hay là đường nâu gì cũng được. 2 muỗng canh thôi nha các bạn. 4 muỗng canh nước lọc. Nước lọc này nấu chín để nguội. Hoặc là các bạn lấy nước ở trong cái bình mà mình thường xuyên uống đó. 2 muỗng canh nước mắm. Tùy theo cái loại nước mắm mà mặn hay nhạt mà các bạn điều chỉnh sao cho nó hợp lý vừa miệng các bạn nha. Nhưng mà cái nước mắm này nó phải mặn mặn thì ăn với lại cái món bánh đúc nó mới ngon. Cho vào đây 1 muỗng canh giấm táo. Nếu mà giấm chua, giấm trắng thì các bạn dùng nửa muỗng canh thôi nha các bạn. Có thể thay thế bằng chanh cũng được nữa. Bây giờ đường tan rồi đó, mình cho tỏi vào. Thích ăn nhiều thì cho nhiều. Cái đến là ớt nha các bạn. Ớt cũng vậy, thích ăn cay thì các bạn cho nhiều vào. Còn nếu như ở nhà có con nhỏ thì các bạn khỏi cho ớt cho tỏi nha. Mình làm một chén riêng để cho em bé nó ăn được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xào tôm. Bắt cái chảo lên, để lửa lớn thật là lớn luôn. Tiếp tục mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu này mình sử dụng dầu trái bơ đó các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể dùng dầu bắp, dầu phộng hoặc là mỡ heo, dầu trái bơ nè. Cho dầu nóng nha các bạn. Rồi, cho củ hành vào, củ hành tây đó các bạn.
Nếu thích củ sắn thì các bạn thay thế củ hành tây bằng củ sắn cũng được, nó cũng ngon lắm. Kế đến đó là mình cho 250g tôm vào. Tôm thì lựa tôm trắng mà mềm á thì cái món này mới ngon. Hoặc là các bạn có thể thay thế bằng thịt xay cũng được. Lần trước á, thì mình làm thịt xay đó các bạn. Bây giờ á, mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối để có vị đậm đà. Mình đừng có nêm mặn quá nha các bạn, mà không có nêm nước mắm nha. Chút nữa mình còn chan nước mắm mình ăn. Nếu thích bột ngọt các bạn nêm bột ngọt. Bây giờ mình cho gốc hành lá vào cho nó thơm ha. Số lượng này thì tùy các bạn, thích ăn hành thì cho hành vào. Kế đến đó là mình cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Nếu thích ăn cay. Đảo đều lên. Chờ tôm nó chín thật là chín nha các bạn. Chín hoàn toàn luôn đó. Cho ớt vào. Tùy thích nha các bạn. Đảo đều lên ha. Xào cho đến khi tôm nó chín là được rồi mình tắt bếp. Bây giờ á, mình sẽ múc bánh đúc ra ngoài cái tô nè. Các bạn nhìn thấy không? Nó mịn thật là mịn luôn. Mà nó không quá đặc hay là nó không quá lỏng mà nó nóng còn bốc khói luôn đó các bạn. Cái gạo lứt này ăn rất là dễ tiêu hóa. Người già với lại nít nhỏ ăn rất là tốt nha các bạn. Bánh đúc này á, thì ăn nóng nha. Các bạn nhớ là phải để nóng nha. Chứ đừng có để nguội, nguội ăn nó không có ngon đâu nha các bạn. Còn nước mắm á, thì phải mặn. Mặn mà có ngọt có chua trong đó mà đa số là mặn nhiều hơn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không làm nước mắm ở nhà có nước thịt kho các bạn chan vô ăn nó cũng rất là ngon nha. Bây giờ á, mình sẽ cho tôm xào vào. Lần trước thì mình làm củ sắn, lần này mình làm củ hành với tôm thôi. Cho nó đơn giản, tôm cũng rất là bổ dưỡng nữa đó các bạn. Cho gấp hành vào tùy thích nha, muốn cho không cho cũng được. Nhưng mà cái thời buổi này á, thì mình ăn hành tỏi rất là tốt. Ngò rí nữa. Mình chỉnh là cho nó ngay cho các bạn thấy ha. Mình vừa làm mình vừa quay phim cho nên nó rất là cực đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ chiên vào. Hoặc là tóp mỡ cũng được, hành phi lên luôn. Thì cái món bánh đúc này các bạn cho cái gì cũng được hết. Bây giờ mình sẽ chan nước mắm lên. Nước mắm ngon lắm các bạn. Mình làm nó vừa cho cái món bánh đúc này nè. Chứ nếu mà làm lạt quá nó không ngon. Mà làm mặn quá nó không ngon. Hay là ngọt quá cũng không được. Nó phải đúng. Đúng tiêu chuẩn luôn. Thì cái món bánh đúc này nó mới ngon được. Còn nếu như bạn có nước thịt kho thì cho nước thịt kho vào. Cũng tiện lắm. Cho thêm tương ớt vào nữa cho nó ngon ha. Tùy thích các bạn nha. Để cho nó đỏ đỏ nhìn hấp dẫn ha các bạn. Ngon lắm. Rồi mình đã hoàn thành xong món ăn rồi các bạn. Rất là thơm ngon, bổ dưỡng, dễ làm, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nước mắm thì ngon, khỏi chê vào đâu được. Cái món này các bạn có thể làm để kinh doanh, cũng rất là đắt. Thina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.